làm tiếp công việc nhà cho anh Thành, thì sẵn mời chị uống cà phê rồi quay chị rồi kể những hoàn cảnh chị như thế nào, thì Mạnh Quân thấy thương thì gửi tiền. Thì bữa nay cũng vậy, thì cái số tiền gửi cho chị là của anh này, thì nếu mà khán giả có xem thì biết anh này là anh Văn Đá Quý đã tặng tiền cho chị. Nói. Rồi, Tiến chào tất cả cô chú anh em nha. Thì hôm nay Tiến lên chương trình này là không phải là kết nối thương cho chị, mà chị rất là có duyên với Mạnh Quân. Thì Tiến cũng nói rõ nha, Tiến không có kêu gọi giúp đỡ cho chị, đây là cái duyên của chị. Tiến hồi đó giờ Tiến đi làm thiện nguyện thì Tiến cũng không bao giờ bắt kêu gọi bất cứ ai. Tiến đi thấy hoàn cảnh nó khổ thì Tiến quay và chia sẻ lên, thì cảm thấy Mạnh Quân nào cảm thấy có đồng cảm hoặc là có duyên với người đó thì gửi tiền cho người đó, thì Tiến nhận dùm và trao dùm thôi, chứ Tiến không giờ kêu gọi. Cũng như trường hợp của chị đây, thì như Tiến nói bữa hổm á, thì chị làm tiếp công việc nhà cho anh Thành, thì sẵn mời chị uống cà phê rồi quay chị rồi kể những hoàn cảnh chị như thế nào, thì Mạnh Quân thấy thương thì gửi tiền. Thì bữa nay cũng vậy, thì cái số tiền gửi cho chị là của anh này, thì nếu mà khán giả có xem thì biết anh này là anh Văn Đá Quý đã tặng tiền cho chị nó, chứ không ai xa lạ. Thì nói chung ra là hổm gầy anh Văn chuyển cho Tiến cũng được mấy ngày rồi, nhưng mà bữa hổm Tiến quay Tiến mấy anh em có cho là 3 triệu rồi nên Tiến không có thể nào đưa nữa, tại vì đưa một lần một á, thì sợ chị thấy có tiền nhiều rồi chị xài hết nên Tiến để tới bữa nay Tiến mới đưa đó. Thì như bữa hổm chị nói là chị không có tiền bán số đúng không, thì mấy anh em hổm cho chị 3 triệu về, bây giờ số tiền đó chị làm gì chị nói cho khán giả biết không? Thì số tiền nó đi bán với số lãnh là nó nào ngày lãnh 200 tờ, nhỏ nó thấy nó khổ, nó chồng nó bỏ hai đứa con đó rồi lấy gì đưa cho nó 50 tờ nó bán 50 tờ, thậm nó kiếm tiền nó lo con nó đi học mà coi như đó. Là coi như là chị chia sớt nhau, chia sớt nhau rồi mấy ngày nay á, là hai ngày nay á bán về chiều 7-8 giờ tối đi kiếm con dâu mới kiếm gặp người qua vô chỗ nhà trọ là cũng kiếm trên cầu Dung á. Kiếm dâu gì? Con dâu bỏ đi đó. Dâu chị hả? Thì vợ của cái thằng bệnh đó. À. Là cũng như là bay đê với nhau đó. Đừng nói chuyện cái tiếng nói chuyện. À, rồi bây giờ chị kiếm được chưa? Kiếm được rồi mà kêu nó về ở chung với chị mà nó không về. Bây giờ nó ở chung với hai người đó, mà hai người đó tên là tính tình xấu, chơi đá này kia sợ. Rồi hiện bây giờ thôi bỏ cái chuyện của gia đình chị qua bên ha. Rồi thắm gà đưa chị là bữa hôm đưa chị 3 triệu rồi chị lấy số, rồi cái số tiền đó là bán có dư ra, chị là dư ra ăn uống với ấy nhà trọ này kia, thì cái tiền đó cũng còn nguyên, có gửi cho cái chị đó mà 1 triệu bạc, còn gửi 1 triệu bạc nữa chị mà đưa số đại đó. À. Gửi cho chị đó. Gửi cho chị đó nha. À, gửi bây giờ. Chứ không dám nãy mình. Đúng rồi, thôi bây giờ mình lựa người nào tin tưởng đó. Thì gửi đi chứ mình đừng bỏ túi nhiều. Không, mình bỏ túi chỉ là đi bán số thôi. Mà em cũng nhận chị như thế này. Thì bán số bây giờ á thì nếu mà người ta vừa chưa đổi á, người nào quen mình thì mình mới là cho đổi nha. Cái thứ hai nữa là chị nói khéo, người là lạ nó cho đổi số thì chị nói khéo gì, nói không tiền, tại vì chị đổi không có lời được bao nhiêu chứ á, mà chị mắc là mắc nhiều chứ chị không có lời được bao nhiêu chứ á, nên chị nói rồi thôi thông cảm đi chị, thôi bán số không có tiền đổi, người ta nói cỡ nào nói, chị nói là cũng không tiền nha. Nó tại vì bây giờ nó cô chú anh chị em biết, theo tiếng biết á là người lường gạt á với số giả rất là nhiều, nên là lựa những người lớn tuổi già cả thì gạt lường gạt rất là dễ, nên Tiến khuyên chị là ai mà nói là trúng số đó là không nên đổi số, chắc ăn hơn. Bữa hổm cũng kêu rồi, kêu đổi rồi nó không có tiền à. Chú ơi không có tiền, tại vì có nhiều bán nhiều mà không có tiền. Mà mấy người nào em nhận chị là mấy người nào mà chị nó không tiền mà nói dai mà nó nhiều á
là mấy người đó đáng sợ hơn. Còn người nào nói không tiền là thôi, ta không có nói nữa. Còn mấy người nói là không lẽ mà bán số sáng giờ không tiền này nổi, là mấy người đó là mấy người giả không đó. Đó nên chị cẩn thận cái điều đó chút. Rồi bữa nay là chị bán là ngày nào cũng bán 150 tờ hay sao chị? 150 thì đưa cho nó 50, nó bán 200 lần mà chưa tính 50. Coi như là chị lấy 200 chia cho người kia 50, chị bán 150. Nói chung ra chị tính vậy thì em mừng cho chị. Chị biết chia sẻ những hoàn cảnh khác đó. Thì nói chung ra giờ chị sống thật với mình đi, thì mọi người được yêu mến hơn đó. Thì hôm nay thì mục đích thì Tiến kêu chị lại đến đây để mà ngày qua em lại tới nhà trọ chị á, mà rồi em thấy cái phòng trọ đóng cửa đó rồi, nên em hỏi giọng sớm nói chắc chị đi bán rồi, rồi em mới không có số chị nữa, rồi cái chị mà chị nói gửi tiền gì đó thì mới nói thôi để số điện thoại của em ở đây đi, rồi để cho chị, rồi em mới lưu số tưởng là số chị. Tới chừng sáng này em điện lại nữa là nó hào điện cái trước không có máy, điện sao cánh nó đựng điện nữa cho số máy này nữa là biết rồi. Ngày qua em mình hôm qua chị mượn cái điện thoại của nhỏ em sát bên á, lại cái điện thoại với ngày qua bữa trước á là đưa cho thằng cháu nó chơi sao mà không biết nó bấm sao đứng, rồi đem lại cho thằng ca rồi chưa có làm lại, nó kêu mà ấy nữa. Thì là cái điện thoại chị cháu bấm hư rồi giờ đem lại tiệm sửa. Sửa ngày qua hôm qua đi bán rồi ghé đưa sửa luôn, nó bữa nay lấy mà nó chưa mở cửa. Nói chung ra chị tôi không trao cho chị là số tiền 3 triệu đồng, nhưng mà chị biết tính toán, biết hà chị tặng là số tiền còn dư không gài thì gửi đó, rồi biết lấy cái số chia sẻ ra cho những người khác bán đó, thì em cũng rất là mừng đó. Thì thôi bây giờ em trao số tiền của anh Văn bán đá quý đó. Thì đây là số tiền là 1 triệu đồng, thì Tiến cũng nói rõ là ở đây Tiến làm gì rõ ràng lắm. Những cô chú anh chị em nào gửi cho tiền nhân vật đó thì Tiến đưa chặn tay và Tiến có quay video là số tiền nó bao nhiêu và người đó tên gì là Tiến làm rõ nha. Tiến không bao giờ làm sai, nên cô chú an tâm về Tiến làm việc đó giờ đâu đó rõ ràng. Đó, đây là 1 triệu đồng là của anh Văn bán đá quý ở gì anh vô đây cứ giả mà bữa không nói lâu quá, còn ở Quảng Nam đúng rồi, Quảng Nam là chị cảm ơn đi, đây là 1 triệu đồng của anh Văn bán đá quý đó, chị cảm ơn đây, chị nói lớn lên giùm em. Bây giờ em bây giờ chị cũng cảm ơn cảm ơn. Chị cũng cảm ơn là cậu Văn bán đá quý là cho là 1 triệu đồng là để làm vốn tiếp theo nữa, thì bây giờ là chị cũng cảm ơn là cậu Văn này, là chúc cậu Văn mua bán nhiều sức khỏe, tết nay có tiền vô như nước. Thì cảm ơn cậu Văn nhiều. Thì nói thật ra Tiến là bây giờ cái chuyện mà đi làm thiện nguyện là Tiến hơi gác lại một bên, không phải là Tiến không làm nữa, nhưng bây giờ cái thiện nguyện bây giờ làm cũng rất khó khăn lắm. Mình đi làm như nguyện á, nhiều anh á không có gửi tiền cho Tiến mà vô soi mối, nói sao mà không bữa hổm có anh mà Tiến lâu lắm rồi Tiến đâu có làm như nguyện nữa, mà Tiến làm như nguyện thật sự ra nó là đâu đó nó gõ như ban ngày luôn á, số tiền của Mạnh Quân vô nhiêu Tiến cho là bao nhiêu, mà bữa hổm anh bay vô nói sao kê trời ơi số tiền bao nhiêu, mà mấy anh có chừng nào mà mấy anh gửi tiền cho Tiến á mà Tiến làm bậy thì anh hãy vô có nói câu đó. Còn mấy anh không có gửi đồng bạc nào cho Tiến thì anh không có biết cái gì ở đây, thì mình đừng có nói đồng bậy bạ, mang tội lắm. Anh sống bây giờ bữa nay mình chưa biết ngày mai mình sẽ ra sao, nên mình muốn nói cái gì mình suy nghĩ cho nó kỹ càng đi mình nói, chứ nói tầm bậy tầm bạ mình mang tội lắm. Đợi giờ ta nói là đời xưa trả báo hồi lâu, đời nay trả báo một giây nhắn tiền, nên Tiến không bao giờ làm bậy đó, nên cô chú anh chị mang tâm. Nếu mà Tiến làm bậy thì Mạnh Thường Quân Tiến nhìn những thanh clip này nào bay vô là bình luận là nói là cô chú anh chị em hiểu hết đó. Mà bây giờ Tiến cũng nói luôn, Tiến bây giờ Tiến chuyển sang làm kết nối thương, là Tiến không có làm thiện nguyện, vẫn làm thiện nguyện nha, nhưng cái thiện nguyện đó Tiến làm ít lại thôi đó. Có khi Tiến giải thích hiện giờ Tiến ví dụ đi, Tiến có tiền quỹ, có khi là Tiến đi trên đường
hay là Tiến biết một cái hoàn cảnh nghèo khổ nào đó thì Tiến sẽ giúp đó. Tiến vẫn làm chứ không phải Tiến vô. Nói chung bên nào cũng làm bên Kết Nối Yêu Thương này thì giúp cho những cô chú anh chị em nào mà đang sống cô đơn một mình nè, thì tác hợp lại cho về sống bên nhau và lo lắng cho nhau trong cái tuổi già, trong cái khoảng đời còn lại. Nên cô chú anh em hãy xem và thông cảm. Còn những cô chú anh chị em nào mà chưa có lên chương trình của Tiến thì cứ đừng, thứ nhất là đừng nhắn tin nha, tại vì Tiến không có thời gian để mà gọi nhắn tin. Thứ hai, Tiến có để số điện thoại trên màn hình đó, cứ để cho Tiến rồi Tiến sẽ cho địa chỉ và thông tin, cứ đi lại đây chứ không cần phải gửi hình giấy tờ hay là cái này cái nọ, cứ đi đến đây Tiến làm việc ngày nào cũng làm hết, nguyên trong một tuần đó là Tiến làm việc hết. Mà Tiến cũng khuyên rằng tất cả cô chú anh em trước khi đến đây là phải có photo giấy là căn cước hoặc là giấy ly dị hay là giấy báo tử, nếu có thì photo cho Tiến mỗi một một tấm là một bản nha. Đó, thì cứ đi đến đây thôi, mà trước khi đến đây phải cho Tiến hay trước là cho Tiến, bữa ngày mai mình đi là bữa nay phải điện cho Tiến đó, chứ không cần phải nhắn tin. Tại vì những cái loại nhắn của mấy anh mấy chị á, Tiến không có xem, tại vì không có thời gian. Thứ hai nữa là cái lượng tin nhắn quá nhiều đi, rồi công việc của Tiến thì nó rất là bận, nên cứ gì lấy số điện thoại điện cho Tiến đó. Tiến thì có hai số, bây giờ Tiến để là số 0907394459, còn số 81 đuôi thì Tiến không để trên hình, Tiến xài có hai số à. Thì nhưng cái hoàn cảnh của chị thì chị đây nè, Tiến cũng không có kêu gọi mà ai để mà giúp đỡ cho chị hết, nhưng là Tiến quay những nhân vật nào hay là những hoàn cảnh nào đó thì Mạnh Quân thấy cảm thấy có duyên với người đó thì để tiền, thì Tiến chỉ người trao giùm thôi, chứ Tiến không kêu gọi bất cứ ai nghe cô chú anh em, Tiến không kêu gọi đó. Thì chị được may mắn là được hai lần nhận tiền, thì trong lòng chị cảm thấy vui không chị? Vui được mặt hàng anh chị được, anh chị cứu được mấy triệu bạc này cũng để là xây sở buôn bán Tết này. Chị còn có... bây giờ thì con thì giờ nó đi nữa rồi. Ổng gà chị cũng nhận được 4 triệu, lúc trước là 3 triệu, này 1 triệu nữa. Như chị nghĩ hồi đó giờ có ai cho tiền chị được bao nhiêu lớn nhất? Ổng cho tự bằng tay làm thôi. Hồi đó giờ chưa ai cho tiền chị phải không? Chưa. Nhưng bây giờ chị nhận trước sau là 4 triệu đồng, chị cảm thấy như thế nào? Thì cũng mừng lắm chứ, mà bây giờ mừng chứ cũng không bằng con. Tại vì con chị bị bệnh đó ha. Đi mấy ngày nữa. Đi nữa. Thì chị kiếm hoài không gặp hả? Con chị tên gì? Tô Thị Thanh Thí. Tô Thị Thanh Thí. Thanh Thí. Nam, nam hay nữ? Nó nữ. Nữ hả? Nữ. Tô Thị Thanh Thí. Bị bệnh đó lâu chưa chị? Nó mới bị mấy tháng này. Chị, lúc trước đó chị có biết lý do nào bị bệnh gì không? Không biết, trước không có bệnh gì nó đâu biết đâu, sao là mới biết. Con chị lúc trước chưa bệnh là làm công việc gì? Nó cũng đi bán vé số. Bán vé số. Bao nhiêu tuổi rồi chị? 36. 36 tuổi, có con chưa? Chung ra cái hoàn cảnh của chị thì cũng rất là đáng thương, rất là tội nghiệp của cô chú anh em. Bây giờ chắc kêu nó thì gia đình kêu chắc nó không chịu đi dưới cái chỗ đó đâu. Bệnh viện ha. Không nhờ, có đó mình phải dụ. Không, nhờ chính quyền. Đúng rồi. Chính quyền mới kiếm mấy ngày nay rồi, ngày qua cũng có vô kiếm đó. Cái gì dụ thì đưa vô đó chạy về trong mới bệnh mấy tháng nay nè, nên có thể mình đưa vô đó cho bác sĩ điều trị, tặng cho thuốc men mà nó thể mau hết nữa. Còn chị để mà năm này qua năm nọ kéo dài á thì thật sự chứ mà nói gì nó cũng không ngờ nó nặng hơn, tất cả con chim đâu mà hốt quậy. Rồi giờ kiếm mấy ngày nay rồi chứ đi vừa bán rồi bắt đầu từ vừa đi kiếm nó. Thì thôi, nói chung ra là ai cũng có một cái số phận hết thôi, chị cũng bớt buồn ha. Rồi bây giờ chị có muốn nói là nào với khán giả hay là Mạnh Quân không chị? Bây giờ là em nhờ mấy chị Mạnh Quân
có giúp em được cứu con em thì em cảm ơn cô bác mạnh quân nhiều. Bây giờ cái cảnh của em quá khổ quá. Giúp là giúp sao chị cho nó rõ hơn? Giúp cứu con của em cho nó vô cái bệnh viện Tâm Thần trị bệnh đó thôi. Nó ngoài ra tiền bạc không bằng con với cái. Giờ em nhờ mạnh quân với mấy chị cô bác mạnh quân cứu giới cho em được. Thì em cảm ơn mấy chị với cô bác nhiều. Cho con của em được hết bệnh là em cảm ơn nhiều cô bác. Rồi. Em đi bán thì em sống thì cuộc sống em đi bán thì em ấy được. Rồi vậy thôi, Tiến cũng tạm dừng cái video đây. Thì Tiến cũng chúc tất cả cô chú, anh chị em một ngày mới vui vẻ, vạn lành, hạnh phúc ha. Thì nhớ rằng cô chú anh chị em có thương chị, hãy xem video và chia sẻ dùm cho Tiến và Lâm dùm ha, cô chú anh chị em. Tiến cũng tạm dừng cái video đây. Tiến chúc tất cả cô chú anh chị em một ngày thật là vui vẻ bên gia đình nha. Chúc tất cả cô chú anh em ngày càng làm ăn phát tài. Thôi chào khán giả đi chị. Chào khán giả. Chào tất cả cô chú anh chị em.